Tiếp tục cập nhật vụ việc phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ bị tạm đình chỉ công tác vì viết dòng trạng thái với nội dung thiếu chuẩn mực trên Facebook. Dù lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền đã có những giải thích rõ ràng nhưng nhiều người vẫn chưa thật sự đồng tình với cách xử lý này. Và liên quan đến nội dung này, lãnh đạo Sở Nội vụ Cần Thơ vừa đưa ra đề nghị thu hồi quyết định tạm đình chỉ công tác trên Theo ông Châu Việt Tha, giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ, quyết định của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Thanh Hoàng, Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phong Điền là chưa đúng với trình tự thủ tục theo quy định tại điều 81 của Luật Quán bộ công chức năm 2008. Trước đó, ông Hoàng đăng lên Facebook với cá nhân nội dung nếu nói ẩm thực tầm của một tỉnh, hai thành phố mà có tới 1.000 món ăn ngon là nói láo trắng trợn, ai tin nữa. Sau đó, ông Hoàng đã gỡ bỏ nội dung này trên Facebook. Ngày 9 tháng 11 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đã ký quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Thanh Hoàng, kể từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 24 tháng 11 năm 2022. Lý do ông Hoàng bị tạm đình chỉ công tác là vì trong thời gian xem xét, xử lý kỷ luật về việc đăng tin trên mạng xã hội có nội dung không phù hợp, thiếu chuẩn mực gây bức xúc trong các đơn vị hoạt động du lịch và dư luận nhân dân, ảnh hưởng đến hoạt động phát triển du lịch của huyện liên quan đến vấn đề này trao đổi với cơ quan báo chí lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện phong điền cho biết trong thời gian qua ông hoàng đã dùng tài khoản facebook cá nhân đăng tải nhiều nội dung không phù hợp theo vị này ông hoàng là cán bộ đảng viên nên tập thể ban thường vụ huyện ủy quyết định đình chỉ công tác để xác minh làm rõ một số vụ việc liên quan chứ không khẳng định việc người này đăng là đúng hay sai là cán bộ đảng viên có gì báo cáo tập thể báo cáo lãnh đạo chứ không được đăng như vậy lãnh đạo huyện cũng đã yêu cầu ông hoàng báo cáo tường trình cụ thể các nội dung đăng trên facebook trong thời gian vừa qua